5. Lời Phật dạy về nhân quả nghiệp báo. Mỗi người đều có sứ mạng riêng khi đến trần gian này, nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó và trân quý sự sống của mình. Với những người không hiểu mạng sống đối với họ trở thành một sự trừng phạt. Những thứ không đạt được, chúng ta luôn cho rằng nó đẹp đẽ, bởi vì chúng ta hiểu nó quá ít và không có đủ thời gian để hiểu sâu hơn. Nhưng một ngày nào đó, khi chúng ta hiểu sâu sắc hơn, chúng ta sẽ phát hiện rằng nó không thực sự đẹp như trong tưởng tượng của chúng ta. Chân lý của nhân sinh chỉ được giấu trong cái bình thường đơn điệu, không hơn không kém. Người không tắm rửa thì càng dùng nước hoa để che đậy càng cảm thấy hôi. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, đức tự nhiên thơm tựa hương. Không cần quan tâm ai đã nguyền rủa bạn. Giả sử bạn bị chó điên cắn, liệu bạn có nên chạy lại cắn nó? Người cuồng vọng vẫn có thể được cứu, nhưng người tự ti thì không cách nào. Chỉ khi nhận thức được bản thân, thay đổi và kiểm soát bản thân mới có thể thay đổi người khác. Nhân quả không nợ chúng ta bất cứ điều gì, vì vậy xin đừng trách móc nó. Chỉ cần đối mặt với hiện thực, bạn sẽ vượt qua hiện thực. Nhân quả ở đời trùng trùng duyên khởi, thể hiện ở ba phạm trù thời gian là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Bởi vậy, tạo việc lành không chỉ để hóa giải những nghiệp đã gây từ kiếp trước, mà còn để lại duyên lành cho kiếp sau. Mỗi người nên để tâm ghi nhớ để tự răn mình và tự mình hoàn thiện chính mình vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.